Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Chương trình thời sự trưa nay, thứ tư, ngày 2 tháng 11 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn S&D Quảng Bình. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10. Các địa phương đơn vị khắc phục hậu quả do mưa lũ. Phóng sự gặp lại ân nhân ngày lũ. Sáng nay, ngày 2 tháng 11, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tình hình triển khai dự án mở rộng nhà máy may của công ty trách nhiệm hữu hạn S&D Quảng Bình. Dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của công ty S&D Quảng Bình giai đoạn 2 được khởi công xây dựng từ ngày 20 tháng 7 năm 2016, nâng công suất của dự án may Quảng Hào lên 6,5 triệu áo sơ mi một năm, tăng gấp 2,5 lần so với giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư 121 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, công tác đầu tư giai đoạn 2 cơ bản hoàn thành, dự kiến đầu tháng 12 năm 2016 đưa vào sử dụng. Trong đó, các hạng mục đầu tư mới gồm một nhà xưởng sản xuất 8.600 m², một xưởng giặt 900 m² và hệ thống máy móc thiết bị mới hiện đại. Từ tháng 8 năm 2016 đến nay, công ty đã tuyển dụng 187 lao động để thành lập 4 dây chuyền sản xuất. Từ tháng 12 năm 2016 đến tháng 9 năm 2017, sẽ thành lập thêm 12 dây chuyền, dự kiến tuyển dụng thêm 800 lao động, nâng tổng số lao động lên 1.550 người. Trong quá trình triển khai thực hiện, công ty S&D Quảng Bình còn gặp một số khó khăn vướng mắc. Do vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch dự án, công ty S&D Quảng Bình đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện và các ban ngành quan tâm giúp đỡ hỗ trợ công ty trong công tác tuyển dụng lao động, tổ chức đào tạo công nhân mới bổ sung cho giai đoạn 2. Sáng nay, ngày 2 tháng 11 năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trương An Ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở ban ngành trong tỉnh. Trong tháng 10 năm 2016, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kết luận của chủ tọa tại kỳ họp thứ 2 và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9. Qua giám sát theo dõi tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh cho thấy, trong tháng 10, tỉnh Quảng Bình đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lớn gây ra trên diện rộng. Các cấp các ngành vừa tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa tiến hành các bước của việc chi trả tiền đền bù thiệt hại của sự cố môi trường biển do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa gây ra. Bên cạnh đó, công tác giám sát theo dõi việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của chủ tọa kỳ họp, kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại các phiên họp thường kỳ cũng được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Trong tháng 10, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã cho ý kiến đối với các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao đã triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo chương trình đã đề ra. Hôm qua, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình khai giảng năm học 2016-2017. Trong năm học 2015-2016, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Quy mô ngành nghề đào tạo tiếp tục được mở rộng theo hướng đa ngành đa nghề và đa bậc học. Nhiều ngành nghề mới được mở để phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Hiện nay, nhà trường có 18 mảng ngành trung cấp và 40 mảng ngành đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng và liên kết đào tạo đại học với trên 7.500 học sinh sinh viên mỗi năm. Học sinh sinh viên sau khi ra trường đã có nhiều đơn vị doanh nghiệp tuyển dụng, chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý được nâng lên. Hiện nay nhà trường có 42 giáo viên có trình độ thạc sĩ và 3 giáo viên đang nghiên cứu sinh tiến sĩ. Năm học mới 2016-2017, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nông nghiệp Quảng Bình có trên 400 học sinh trúng tuyển nhập học hệ trung cấp chuyên nghiệp. Cùng với đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh đào tạo sơ cấp, bồi dưỡng và liên kết đào tạo đại học, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng nâng cao kỹ năng thực hành gắn với thực tiễn sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo cũng như năng lực của đội ngũ cán bộ giáo viên, phấn đấu nâng cấp trường trở thành trường cao đẳng vào đầu năm 2017.
Nhân dịp này, nhiều cơ quan đơn vị và doanh nghiệp đã trao tặng học bổng cho học sinh nhà trường với tổng số tiền 155 triệu đồng. Các học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện cũng đã nhận được nhiều suất quà từ các nhà tài trợ. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Các địa phương đơn vị khắc phục hậu quả do mưa lũ. Phòng trừ gặp lại ân nhân ngày lũ. Sau 15 ngày vừa chống chọi với trận lũ lịch sử giữa tháng 10 vừa qua, trong hai ngày 31 tháng 10 và mùng 1 tháng 11, người dân Tuyên Hóa lại phải còng lưng chống chọi với một đợt lũ mới với nhiều khó khăn chồng chất. Chủ động ứng phó với mưa lũ, các xã trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã di dời 402 hộ ở vùng trũng thấp lên những vùng cao hơn. Hàng ngàn hộ dân ở các xã đã di chuyển tài sản gia súc gia cầm lên các vị trí tránh trú nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ gây ra. Tại những vùng khe suối nguy hiểm, những nơi thường xảy ra lũ quét và có nguy cơ sạt lở đất, các địa phương đã bố trí lực lượng túc trực canh phòng cấm người dân đi qua. Dù đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đối phó với mưa lũ, trận lũ lịch sử vừa qua, người dân Tuyên Hóa chưa kịp khắc phục xong hậu quả, lại phải đối mặt thêm đợt lũ mới với nhiều khó khăn. Vì là cũng mới 10 ngày mà hai cái lũ nó cũng to lớn cả, cho nên dân cũng hơi vất vả. Vừa rồi mới cái lũ mới vừa rồi cũng lớn, mới ra thì dân mới chưa làm được gì, mới khắc phục được dọn ra cửa mới làm chưa rào tái, cho nên chưa ấy lùi một cái lũ khác, cho nên dân thấy là cũng hơi vất vả. Mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường quốc lộ bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn liên xã, canh mương thủy lợi bị ngập, sỏi lở và cuốn trôi nhiều đoạn. Toàn huyện có 2 người bị thương, 1 người dân ở xã Mai Hòa mất tích, trên 6.100 nhà ngập, 1 nhà bị sập, 296 hộ ở xã Cao Quảng, Châu Hòa, Kim Hòa bị cô lập. Các xã Mai Hòa, Văn Hòa, Châu Hòa bị ngập nặng, 35 điểm trường bị ảnh hưởng, có 6 trạm y tế ngập ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh. Đặc biệt trạm y tế xã Ngư Hòa bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ bị sập. Tổng thiệt hại ước tính ban đầu do lũ gây ra ở huyện Tuyên Hóa là trên 12 tỷ đồng. Trận lũ lịch sử vừa qua chúng tôi đang tập trung khắc phục chưa xong, thì đến ngày 31/1 trên địa bàn xã mưa rất to, thì làm là ngập lụt là diện rộng trên địa bàn. Thì hiện tại là nước đang là lên cao, thì chúng tôi huy động mọi lực lượng là ứng cứu là để bảo vệ là tài sản tính mạng của là nhân dân. Và sau đó là chúng tôi tuyên truyền vận động nhân dân là làm là vệ sinh và đảm bảo là vệ sinh môi trường sau bão lũ, không để là xảy ra dịch bệnh trên địa bàn của xã. Đến sáng ngày 2 tháng 11 nước đã rút, tuy nhiên vẫn còn mưa. Các địa phương chủ động với phương châm nước rút đến đâu khẩn trương khắc phục, dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, hướng dẫn người dân khử trùng nguồn nước, sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh bùng phát sau lũ. Hiện nay nước lũ tại huyện Lệ Thủy đã rút nhưng vẫn rất chậm, khiến nhiều tuyến đường giao thông quan trọng trên địa bàn huyện bị ngập nặng. Đến sáng ngày 2 tháng 11, các tuyến đường chính vào trung tâm huyện như đường 565 từ ngã ba Cam Liên vào thị trấn Kiến Giang, đường từ trung tâm huyện đi các xã An Thủy, Lộc Thủy, Xuân Thủy, Phong Thủy và đường đi Mỹ Thủy, Dương Thủy đều bị ngập sâu từ 0,3 đến 1 mét. Các khu dân cư ở vùng thấp lụt như thôn Vinh Quang, Sơn Thủy, thôn Tân Lệ, Phú Thọ, Thạch Ban, xã An Thủy bị chia cắt hoàn toàn. Các phương tiện xe máy và sinh hoạt của người dân bị ách tắc nghiêm trọng. Trước tình hình này, Ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục tập trung ứng phó với lũ lụt, chủ trọng bảo vệ an toàn về người và tài sản, hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục triển khai nhiều phương án kịp thời giúp đỡ người dân vùng lũ tại huyện Quảng Trạch. Ngay từ sáng sớm ngày 2 tháng 11, 10 cán bộ chiến sĩ đã có mặt cùng một cano tham gia cứu hộ cứu nạn tại hai địa bàn bị ngập nặng là xã Phù Hóa và Cảnh Hóa, huyện Quảng Trạch. Trong đêm 1 tháng 11 đã cứu được 14 người, 8 người già, 6 trẻ em đưa vào nơi trú ẩn an toàn. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đang tiến hành kiểm tra các tàu thuyền neo đậu tại khu vực xã Phù Hóa và một số xã lân cận bị ngập lũ, nhắc nhở bà con đề phòng được lũ dâng cao trở lại, không để bị động bất ngờ và không để tổn thất về người và tài sản do lũ lụt gây ra. Đến trưa ngày hôm nay, mùng 2 tháng 11, nước lũ trên các sông ở Quảng Bình đang rút chậm nhưng vẫn ở mức cao. Đến thời điểm này, toàn tỉnh còn hơn 18.000 ngôi nhà đang bị ngập, có 2 người mất tích và 5 người bị thương do mưa lũ. Hiện nay mực nước trên sông Danh tại Mai Hóa là 4,56 m, trên báo động 1 1,56 m.
Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,67 m, dưới báo động 3 0,03 m. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã liên thôn ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa vẫn đang bị chia cắt. Trong sáng ngày 2 tháng 11, quốc lộ 12A đã được thông tuyến. Hiện nay toàn tỉnh vẫn còn 316 hồ bị cô lập, có trên 18.000 nhà dân vẫn đang bị ngập, chủ yếu ở thị xã Ba Đồn và huyện Tuyên Hóa. Huyện Bố Trạch đã di dời 30 hộ dân, huyện Tuyên Hóa di dời 402 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo số liệu thống kê ban đầu, ước tính thiệt hại do mưa lũ tại Quảng Bình là trên 31 tỷ 880 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, lũ dữ thường cuốn đi tài sản, cướp đi nhiều sinh mạng, nhưng lũ dữ cũng là một thử thách lòng người để từ đó sáng lên những nghĩa cử cao đẹp về tinh thần tương thân tương ái giữa người với người trong hoàn nạn khó khăn. Hôm nay, vợ chồng anh Trần Văn Duyệt và chị Hoàng Thị Hà về thăm lại gia đình anh Nguyễn Văn Minh ở thôn Xuân Canh, xã Thuần Hóa, huyện Tuyên Hóa. Trong đêm lũ dữ 14 tháng 10, anh Minh đã một mình cứu được 3 người, gồm anh Duyệt, chị Hà và con trai của anh chị khi họ đang chở vợ trong dòng nước lũ. Khi đó thì khi mới rơi xuống thì cũng chưa suy nghĩ chỉ cả. Chỉ một bê là kêu làng cứu. Kêu cứu một bê, kêu cứu khi hết làng là đây. Là cứ vừa kêu cứu thì vừa nhìn có thử họ có ra không vì mất điện nhưng mà có điện pin. Tôi mới xuống đấy mà để đỡ thằng cú, thằng Minh mắng cứu á. Thì tôi cũng tính cái đường của tôi mà để xuống được thì tốt, đó là cái mang cáo mà nếu không xuống thì cám long, đó là tôi cũng tính chấn tính mới nói nữa. Anh Nguyễn Văn Minh vốn là người xã Thạch Hóa, gia đình anh lưu lạc lên Thuần Hóa và làm nghề nuôi cá lồng trên sông. Hiện tại gia đình anh Minh cùng 4 hộ gia đình khác đang sống trong những chiếc thuyền trên sông Danh, đoạn qua thôn Xuân Canh, xã Thuần Hóa. Thu nhập bấp bênh, cuộc sống khó khăn, nhưng vợ chồng anh Minh quyết không để cho cả con phải bỏ học. Con gái đầu của vợ chồng anh hiện đang học lớp 9, trường trung học cơ sở Thuần Hóa. 8 năm liền, cháu đều là học sinh giỏi, được nhận nhiều giấy khen và học bổng vì tinh thần hiếu học. Khi nữa thì chưa có nghe kêu cứu nó ra đi được chứ không có nghĩ chứ đến sợ hai chứ nữa. Nếu sau này có ai kêu gào ở ngoài nữa, dù chết chứ sống với tôi vẫn cứu họ lại, vì người ta cứu mình thì có mình phải cứu người ta. Lũ dữ đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân khúc ruột miền Trung, trong đó có Quảng Bình. Khi mà thiên tai ngày càng khắc nghiệt, thì tình cảm tương thân tương ái trở thành sức mạnh để người dân vượt qua cơn hoạn nạn. Trường hợp anh Minh cứu người là một trong rất nhiều câu chuyện đẹp trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua ở tỉnh Quảng Bình. Và từ những nghĩa cử cao đẹp đó, tình cảm giữa người và người càng được thắt chặt. Những việc tốt càng được nhân rộng để làm đẹp hơn cho cuộc sống này. Trong những ngày qua, các địa phương trong tỉnh tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh giúp bà con vùng lũ Quảng Bình khắc phục hậu quả thiên tai. Công ty trách nhiệm hữu hạn hàng tiêu dùng Thái Long tại thành phố Hồ Chí Minh vừa trao hơn 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho người dân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua tại xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa. Dịp này, đoàn đã đến thăm trao quà và 4 triệu đồng tiền mặt cho một hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thạch Hóa. Đoàn cũng đã trao quà hỗ trợ cho 13 gia đình, thân nhân của cán bộ công nhân viên công ty đang sinh sống tại Quảng Bình bị thiệt hại do mưa lũ với mức từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi gia đình. Trung tâm nhân đạo Huyền Trang tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Người Mù thị xã Ba Đồn đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các hội viên Hội Người Mù trên địa bàn thị xã. Đoàn đã trao 300 suất quà cho các hội viên, gia đình người mù ở trên địa bàn thị xã bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra. Mỗi suất quà gồm một thùng mì tôm, 10 kg gạo và các nhu yếu phẩm khác. Ngoài ra, đoàn còn trao 100 suất quà cho các em học sinh là con cháu của hội viên Hội Người Mù. Các cơ sở đoàn khối các cơ quan thuộc huyện đoàn Bố Trạch vừa tổ chức tình nguyện lên với bà con xã Hưng Trạch để khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho người dân và tặng quà cho các em học sinh. Với sự tận tình của đội ngũ y bác sĩ, trong một ngày đã có trên 100 lượt bệnh nhân được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Bên cạnh đó, người dân còn được hướng dẫn thay đổi các thói quen sinh hoạt, nguyên nhân và cách phòng tránh một số loại dịch bệnh có thể xảy ra sau lũ. Dịp này, các cơ sở đoàn thuộc huyện đoàn Bố Trạch cũng đã dành 10 triệu đồng để trao 16 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất bao gồm 500.000 đồng tiền mặt và một chăn ấm mùa đông. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 2 tháng 11, khu vực miền núi trời nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm 90 đến 95%. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa và dông,
trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới, trời nhiều mây có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.